ta học về tập nhìn nhân viên, và Đức Phật cũng là quán chiếu cái tập nhìn nhân viên cho nên là phá được cái sanh tử luân hồi, lại quán ngược từ cái đau khổ sanh tử luân hồi của đạo, quán ngược trở lại cái vô minh, rồi ngài quán xuôi từ vô minh nó sanh thành ý thức cho tới cuối cùng là sanh tử luân hồi của đạo, và quán ngược quán xuôi nhiều lần rồi ngài xác minh rằng đây chính là con đường đưa tới sự giải thoát. Và cách hành trì của nó là thông qua tứ niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp. Công thức của ngài rất rõ ràng trong kinh lúc nào vậy, những điều ta nói với chúng sanh bằng tay mở, không có giấu cái gì đó, không có gì gọi là bí mật hay là mật quyền gì đó, hoàn toàn là như bằng tay mở. Rồi tại chúng sanh nó không chịu nghe là ngài cho chúng sanh tự tu khổ não, chứ ngài nghĩa là không có giấu gì đó, ngài là mong chúng sanh thực hiện pháp luật và đau khổ, pháp luật và đau khổ trong cuộc sống và khi chết thì được an lành. Nhân là tâm, mà thân với tâm nó cộng lại ra cái gì hả? Sư lãng tài nói là một nơi lớn hơn chút xíu. Thân với tâm cộng lại ra cái gì? Ra cái gì? Con người. Ra con người. Cho đem bóc tay đi. Con người có thân tâm, danh sắc là do con người. Theo kinh sách chép thì đứa nhỏ mới sanh đó, cho tới khoảng 3 tuổi nó có cái thân, tức là nó có sắc, nhưng mà nó chưa có danh, thành thử ra nó chưa biết hờn giận thương ghét. Khoảng tới chừng 2-3 tuổi gì đó là kinh sách nói từ hồi xưa thời Đức Phật tới 2600 năm trước, bây giờ thấy mới có 7-8 tuổi nó đã biết yêu rồi, nó cũng biết quỷ rồi, phải không? Hey, khoảng 2-3 tuổi là từ 1-2-3 tuổi là nó chỉ có cái thân, nhưng mà nó không có thương ghét buồn vui trong đấy, nó không có sự nhận biết của buồn thương ghét vui. Cho tới khoảng từ 3 tuổi tới 13 tuổi nó mới phát triển sự nhận biết, muốn đòi mà không được, ví dụ đòi quà thì mẹ không cho, hay là muốn làm gì đó bố không cho, nó mới khởi tâm buồn phiền. Tức là những cái nó muốn mà nó bị phản ứng được đó là, cho nên nó khởi tâm buồn phiền. Từ từ nó học cho tới lúc mà nó khoảng 15 tuổi cho tới khoảng 30 tuổi là cái tuổi đó là cực thịnh của đời người, cực thịnh về mọi mặt, sức khỏe, sức khỏe nó cũng lên tới cái điểm cao. Cái tuổi 15 cho tới 30 là cái tuổi rất là mạnh, ăn nhiều rồi vận động nhiều, rồi là làm cái gì cũng mạnh hết đó. Đó là trong khoảng đó, thường thường có 30 hay 32, 35 gì đó thì khoảng cỡ đó thôi. Thể dục mà các nhà thế vận hội thế giới nó cũng khoảng tuổi này, sau 35 là nó về hưu rồi, nó không có làm được, nó không phải đi tranh đấu mà được thế vận hội thế giới đâu. 30 là thấy là dở rồi đó, thường thường đó là từ 20 cho đến khoảng 25-27 là đi thi thế vận hội thế giới, tính tennis, bơi lội, cái gì cũng vậy trong khoảng tuổi này thôi, mạnh nhất, mà trí tuệ cũng phát triển nhiều nhất, cho nên học cái gì nó cũng thành công trong khoảng tuổi này, học 1 nhớ 10. Còn già già như sư đó, học 10 không nhớ được 1. Bằng chứng là quý vị kiểm tra sư bài nào cũng rớt hết không? Hỏi lại rớt hết trơn, không nhớ. Thầy nó lộn. Thầy nó lộn hả? Ủa vậy sao? Đấy. Thế thì cái tuổi từ 15 tới 30 đó là cái tuổi cực thịnh của đời người về sức khỏe, về trí nhớ. Rồi sau đó từ từ nó tụt xuống, nó những đường bị chém lên như thế này theo thời gian. Cái thân cũng vậy, cái tâm cũng vậy. Tới một lúc nào đó nó vô cái một thước hai thước vuông này. Này. Thế thì cái tuổi mà nó phân biệt được cái danh sắc á, theo như trong sách nói đó, hoặc trong kinh nói đó, là từ 3 tuổi cho tới khoảng 13 là nó phân biệt danh sắc. Quý vị nghĩ có đúng không? Khoa học á, về trẻ em á, đều nói là cái tuổi từ 3 cho tới 8 tuổi là cái tuổi rất cần người cha, hoặc cái về giáo dục cho những đứa con. Và tại vì trong cái tuổi đó
nó nhạy bén hấp thụ tất cả từ cử chỉ, lời nói, cái hành động của người cha đều thâm nhập vào nó rất nhanh và nó giữ trong đầu. Thế thì bây giờ đó, trước 3 tuổi là một tuổi tới 3, rồi bây giờ trước cái 1 tuổi đó là cái gì? Là cái bào thai trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Thế thì 9 tháng 10 ngày á, nó đã có phân biệt danh sách chưa? Nó có buồn không? Có buồn không? Có. Ai có giật tay lên? 1, 2, 3, 4, 5, ít nhất cũng có những người. Nhưng mà chắc có này, có cũng buồn buồn mờ mờ, chứ chưa có gì nữa trong lạnh. Tức là sổ số và hên xui đó, phải không? Mà hên xui, mày lấy đồng tiền thảy lên, nó cũng là lật qua lật lại. Nhưng ngay lúc đó Phật đã nói, nó là một sinh vật, nó có đủ chức năng, có đủ cảm xúc, có đủ dây thần kinh, có cái đầy đủ các chức năng của một con người. Chỉ sau 1 tuần, 2 tuần, nó phát triển thành 32 tế bào, 64 tế bào, tới 128 tế bào, thì nó có đầy đủ mắt, mũi, tay, chân. Thế thì ngay cái lúc nó mới kết tinh lại giữa trứng tinh trùng, nó đã là sinh vật rồi, nó có cảm thọ rồi. Nó có dây thần kinh là có cảm thọ. Nó buồn, nhưng mà buồn hạ cấp, vui vui hạ cấp. Mẹ nó vui, nó vui. Mẹ nó buồn tại sao vậy? Rồi, xin mời. Thầy, có sự liên quan đến mẹ và cái con qua cuối máu huyết mà mẹ nuôi dưỡng con. Vậy trong thân thể của mẹ, còn xa tới ngoài đâu là Bình Dương chưa tới chi nữa. Cơ thể của người mẹ buồn vui, nó phát sinh ra sự năng lượng rung động. Hãy giật ai thì cơ thể nó rung lên này gì? Vui quá nó cũng rung lên gì? Bây giờ người mẹ mang bầu chứ bây giờ trúng số 5 tỷ rồi, nó cũng nhảy tung 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 lên. Nó vui quá thì nó ảnh hưởng tới bào thai. Tại sao vậy? Tại vì nó vui thì nó tiết ra cái hóa chất ở trong não, đưa xuống toàn thân, thì đứa bé là dính cái hóa chất ấy, chứ làm sao không dính. Khi ông chồng chửi một cái, nó vô lỗ tai, nhưng mà đưa lên não, não tiết ra cái hóa chất, nó làm cho cơ thể buồn người rồi, thì cái hóa chất đó nó đi theo máu, đi vào trong cái đứa bé, chứ làm sao không có. Ông này học hoài mà, đó mới là cái bí mật vũ trụ. Mẹ con không phải là một, nhưng không phải là hai. Nếu nó là một thì phá thai, người mẹ chết luôn. Nó là hai cho nên mới phá thai được. Hiểu chưa nè? Phải hiểu cái nguyên lý như vậy. Nếu nó là một, không cách gì phá thai được. Nó là mình sẽ phá. Nhưng vì nó không phải là mình, nhưng nó là một phần của mình. Cái đó mới là cái nguyên. Thì từ từ họ sẽ biết. Khi phân biệt được danh sách là do cái sự cảm xúc, sự rung động thông qua sáu xứ. Cái đại học sáu xứ chưa? Sáu xứ nằm đâu? Não, nó ngay trong não chứ đâu đầu. Nằm trong não, đầu nó vô gì, đầu trong tích, gì đó, nằm trong não. Trong thập nhị nhân duyên, Đức Phật dạy rất rõ thức duyên cho danh sách. Muốn có sự phân biệt về danh sách phải có thức. Thức là một cái thứ để nhớ, tiếng Anh nó gọi là consciousness, mà tiếng Phạn đó là vijnana, tức là cái điểm mà tất cả các thông tin sau khi được sàng lọc bởi năm căn sáu trần gì đó rồi lọc lừa, rồi cái cuối cùng nó đem lại phiên dịch để đưa lên não và tích trữ lại. Mà càng tích trữ bao nhiêu thì càng làm phong phú hóa cái kho đó, nhiều lúc nó chật luôn. Một giây có 176.000 cái thông tin đưa vào trong cái thức. Nếu cái thức nó không đốt đi thì một ngày nào đó nó nhiều quá thì sao? Nó cứng, nó không có chỗ nữa. Mà nếu không có chỗ thì chuyện gì xảy ra? Không có chỗ chứa nữa, chuyện gì xảy ra? Lẩm cẩm. Tại vì nó không chứa được thông tin. Những thông tin mới không chứa mà toàn thông tin cũ mà. Cho nên nó gặp cái ông già bà già toàn nhất kia đời xưa mà. Có bao giờ nói chuyện bây giờ người ta lên mặt trăng rồi ta trị được ông thứ không? Hồi xưa tao quen bố mày, hồi xưa cái bà kia thiếu nợ tao, toàn là chuyện đời xưa mà tại vì cái mới là không nhất mà được. Nó có lý do để chúng ta hiểu.
Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta nó hồi già rồi nó lẫm cẩm. Bên già mình cũng vậy, nếu bây giờ mình cứ nhét những cái tạp nhạp vô thì tới cái lúc khi mình già quá rồi đó là mình đâu có nhét cái gì nổi nổi vô nữa. Thì lúc bây giờ là nó chỉ có hồi xưa lúc tao mới quen bố mày, hồi xưa lúc tao mang bầu mày, cứ nói chuyện nó hoài à. Xem thấy mấy đi đến gặp mấy bà già đều nói y như khuôn y như lập. Tại sao? Tại vì cái tiềm thức nó hoạt động mà cái mới nó không có thâm nhập. Tại sao cái tiềm thức nó hoạt động mà cái mới nó không thâm nhập? Tại vì cái thức này nè, thức này đó nó không có cố định ở nơi mắt, gọi là gì? Nhãn thức. Giỏi, cho nửa cái móng tay đi. Ở nơi tai gọi là gì? Nhĩ thức. Thức đó gọi là gì? Nghĩa của nó là gì? Biết. Cái biết của mắt thì gọi là nhãn thức. Cái biết của tai gọi là nhĩ thức. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mỗi một cơ quan chúng ta đều có cái tính biết riêng của nó. Tay sờ mó, xúc chạm, nó cũng có cái thức. Bởi vậy cho nên á, ở trong kinh á, mà xem cho kỹ thì thấy năm căn này, sáu trần nè, đều dính cái thức hết, 5, 6, 11. Nhưng mà có hai cái quan trọng mà ít có người nào chịu để ý, đó là hai cái hơi thở. Nó có cái thức, thở ra, thở vào, thở ra là một thức, thở vào một thức, tức là cái biết của hơi thở. Mình có không nhớ tới nó vẫn thở. Nó hết thở là mình em đi chôn. Rõ ràng chưa? Cái hơi thở ra, hơi thở vào nó đều nhớ. Mà cái nhớ đó thì tức là thức này. Nó đem vô trong cái kho, ở trong thông tin ở trên não này. Cho nên nó tự động nó vận động, thở ra, thở vào. Mà nếu lúc nào mà mình mệt quá thì thở dài. Có khi nào vậy không? Có không? Có chứ. Đây, đó là trạng thái cái tâm và cái thân. Chứ không phải là cái thân không đâu, không phải là hơi thở. Nhưng mà cái thức này. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta nói thở vào, ta nhận biết thở vào, thở ra, ta nhận biết thở ra. Thở vào nóng là bản chất của hơi thở, ta biết nó nóng. Thở ra nóng, ta biết nó nóng. Tại sao cần biết nó nóng hay nó lạnh? Tại sao? Có ăn thua gì không? Dính mắc gì không? Nóng là thì ăn thua gì? Tới cái chuyện thở. Ăn được nữa, còn là nghe rồi nói lại đi kép rồi nên là còn là trả bài với thua gì mà xưng quên là một người nào nhớ lúc tốt nhỉ? Trong bài kinh trị bệnh á, ở đây có đoạn Đức Thế Tôn nói là tỳ khưu ấy chăm chỉ nhớ biết rõ rệt đến hơi thở ra, chăm chỉ nhớ biết rõ rệt đến hơi thở vô. Khi thở ra dài, ta biết ta thở ra dài. Khi thở vô dài, ta biết ta thở vô dài. Tức là quan tập cái tánh nhớ của mình, mượn cái hơi thở là cái đề mục. Từ xưa tới đây mình sống trong vô thức, mình thở thì thở, thở không có thể để ý tới nó. Cho nên chúng ta sanh tử vô minh của não ở cái chỗ này. Và bây giờ mình chú ý tới nó thì Đức Phật dạy rất rõ. Là người tinh cần như vậy thì mới rõ được sự yên vui ngay khi thở ra thở vào. Và tinh cần như vậy thì mới thực sự biết rõ tâm hành, tức là sankhara là cái hành này. Rồi ta mới là người diệt tâm hành. Khi thở vào ta thấy ta diệt, tức là những cái quá khứ gì nó trồi lên buông, nó là diệt.
Ta tinh cần như vậy, ta diệt tâm cho khởi nhất là năm cái pháp mới thở vô. Ta là người hằng thấy ngũ uẩn là vô thường mới thở ra. Tức là mình quán chiếu từ đầu tới chân, thấy móc mắt lông râu tóc lông móng, rồi răng, rồi là đờm rãi nước tiểu phân máu mủ, mình thấy rất rõ, biết nó là vô thường, thân này không có thật, nó chỉ là một sự kết hợp của những cái tạp nhạc mà bây giờ dục đi cũng không ai thèm lợi. Đờm rãi nước tiểu ai lợi không? Nhưng mà mình quý nó vô cùng. Đấy, cho nên á, mình đã dính mắc vào đó, tại mình vô minh. Thầy thường cứu tinh cần như vậy, ta là người hằng thấy pháp dứt trừ tình dục mới thở ra. Khi tình dục nó khởi lên, ta dứt trừ nó, ta thở ra. Dứt trừ nó, ta thở vô. Mà hễ có tình dục thì sao? Khỏi sự thống khổ. Hễ tình dục là dính tới thống khổ. Vui thì một chút nhưng mà khổ thì nhiều. Ta thở ra, thở vô. Này A Nan, những điều ấy Như Lai gọi là niệm hơi thở. Nghĩ nhớ tất cả những cái hoạt động trên thân. Và khi nghe được như vậy thì thầy Giri Mananda dứt khỏi bệnh. Đây là cái bài kinh ở trong những cuốn sách mà sư tặng cho quý vị. Đọc cái bài kinh này cho người bệnh, người ta nghe từ đầu tới cuối và người ta tuân theo thì người ta sẽ hết bệnh. Rồi cái bài kinh giải về lửa, Phật lại nói thêm nè. Này các thầy tiểu khưu, tất cả vật đều là nóng, tức là lửa, tất cả các vật đều là lửa. Này các thầy tiểu khưu, tất cả các vật đều là nóng, ấy là cái chi? Các sắc là vật nóng, vì nó là năng lượng, nó là lửa. Thức nương theo mắt cũng vật, nước thức nương theo mắt, cái vật đó thì cũng nóng. Cho nên cái thức này nè, khi nó có danh sắc thì chính nó cũng nóng. Cái nóng đó là cái gì? Tham, sân, si. Lửa tham, lửa sân, lửa si. Và lửa gì quan trọng? Lửa tình. Nó dính líu tới cái tình là ái á. Thấy cái xe khởi lên, khởi tình lên là ưa thích. Thấy cái bông hoa khởi lên ưa thích. Đấy, cái đó là nóng. Như Lai gọi nóng nó do lửa tình, lửa sân, lửa si. Nóng như sự sinh và yếu chết, nóng như sự trái ý, do sự bất ức, do sự khổ trong thân, do sự khổ trong tâm, các sự khó chịu trong tâm. Điều đã áp dụng luôn cho tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt là nóng, cái vật mắt nhìn thấy là nóng. À, mắt là nóng, cái vật mình nhìn thấy là nóng. Rồi cái biết của cái nhìn thấy cũng là nóng. Và cái nhận biết của cái sự nhận biết ấy cũng là nóng luôn. Tức là cái thức này này, nó còn có cái tiềm thức ngủ ngầm trong này, nó nằm dưới này, tiềm thức. Tất cả những cái này đều là nóng, mà hồi đó dùng cái chữ lửa. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi, nó chỉ là năng lượng. Hồi đó cái khái niệm về lửa không có. Cho nên đó, dùng cái chữ lửa vẫn chất ra là năng lượng. Quay trở lại trí thức, chúng ta biết cái vật thấy là lửa, là năng lượng. Mình nhìn thấy nó, tức là sự giao tiếp giữa mắt với nó cũng là một cái hành động là năng lượng. Năng lượng nó chuyển qua ánh sáng mình mới thấy. Rồi con mắt nhận biết cũng là lửa, cũng là năng lượng. Mà trong con mắt mình nhìn thấy đều có tham, có sân, có si và có ái. Ái có hai dạng, thương ghét. Mình nhìn cái đó, mình ưa, mình muốn nhìn nữa. Mà mình ghét, mình muốn quay đi. Quay đi không được thì sao? Tìm cái cách thay thế. Đó là nguyên tắc như vậy mà. Thì có tham, có sân, có si đều xoay với nhau. Mà thường thường tham với sân, hai cái đó nó thay đổi nhau. Hết tham tới sân, hết sân tới tham. Hết tham mà không được thì sân. Nó cứ như vậy, nó chạy tới ngoài. Mà tất cả những cái thay đổi như vậy đều tạo ra lửa. Mà lửa đó là lửa, lửa ác, vì nó khởi tình. Đấy. Công thức rõ chưa?
Rồi á, mà khi có sự nhận biết thì cái nhận biết đi đâu? Sự nhận biết đi đâu? Tại vì những thứ này
đôi đêm ta đau, ta rắn, ta ngồi, ta đau, để ta thấy bản mặt của cái sân nó trồi lên. Người ta hiểu được sân với ta là một kiến thức mà thọ hết rồi, tưởng rồi hành, ta đều thấy rất rõ. Nó chỉ là những cái y trong không, không có một cái gì trong này hết. Nhưng mà mình tưởng được rằng nó có, cho nên đó, mình làm. Nay ta nhận biết tưởng, nhận biết hành, nhận biết thọ, thọ lạc, thọ khổ đều nhận biết. Có bao giờ thọ khổ suốt đời đâu, thọ khổ nó trống rỗng ra. Hết khổ tới lạc, hết lạc tới khổ, tức là nó trống rỗng. Nhưng mà mình mường tượng đây là cái ly, mắt mình nhìn thấy cái này, không biết trong này có cái gì, tại để cao quá. Bây giờ xin cho coi nè, trống rỗng có gì hết. Thì kiến thức của mình biết các pháp ấy là rỗng tích, vốn quẩn là rỗng tích. Mà rỗng tích rồi thì kiến thức nó tăng. Cho nên bốn cái này mình triệt tiêu, chính mình triệt tiêu, tại vì mình nhận biết rõ. Nhưng mà nhận biết rõ rồi, bốn cái này nó cũng kết hợp lại thành ra sự nhận biết. Sự nhận biết này nó dày, nó chấp thủ. Sự nhận biết của ta là đúng, mà nếu sự nhận biết của ta là đúng, không bao giờ nghe ai hết, chấp thủ gọi là kiến chấp, thì lúc đó phải xả đi kiến chấp, từ từ sẽ học. Và cách nào xả? Phật dạy rất rõ, yểm ly độc cư. Yểm ly độc cư là sao? Vào rừng vắng, cất một cái cốc nhỏ nhỏ ngồi dưới gốc cây, xung quanh không còn gì hết. Quý vị tu tại gia thì quý vị ở trong nhà nhập thất 10 ngày và yểm ly độc cư tạm thời. Yểm ly độc cư tạm thời để gì? Để giải thoát tạm thời, để làm cái sạch này sạch tạm thời, còn hơn là sanh tử lưu đi khổ đạo. Kiếp này là vợ là chồng, kiếp sau là mẹ là con, nếu thích thì cứ làm, còn nếu thích sạch cái đó rồi đi lối này. Phật dạy rõ ràng. Dân là gì? Sắc là gì? Sắc là tứ đại tức nước do lửa, tức là cứng mềm nóng lạnh. Nhấc chân lên, ngồi trong phòng thiền nhập thất á, nhấc chân lên ta biết nóng lạnh, cảm giác nóng lạnh, có lúc nó nóng, có lúc nó lạnh, không phải lúc nào nóng lạnh. Người nào có thực hành mới trải nghiệm được và chú ý thì mới thấy. Hôm trước cái cô nặng gì đó, cô chú ý rất kỹ, cho nên cô được cái laptop giải thưởng. Nhấc chân lên, hỏi chứ nóng hay lạnh? Bạch sư phụ, có lúc nóng, có lúc là chính xác, tại vì kinh nghiệm từ xưa tới nay là như vậy, và bản thân của sư cũng như vậy, kinh chép cũng như vậy. Tại sao có lúc nóng lúc lạnh? Cái không khí là giống nhau, cái sàn nhà là giống nhau, cái chân cũng là giống nhau, mà tại sao có lúc nóng lúc lạnh? Tại vì cảm thọ khác nhau. Có lúc cảm thọ nhận biết, có lúc cảm thọ không nhận biết. Cái lúc không nhận biết thì cái đó, cái thức đấy nó gọi là vô thức. Vô thức là gì? Sống như thầy ma, ăn hùng hục, ngủ hùng hục, rồi nam tử hùng hục, chẳng có ý thức gì hết. Sống như thầy ma, mỗi ngày đều làm những công việc mà mình tưởng là mình biết mà không có. Sống vô thức, ngay cả hơi thở này cũng thở hùng hục, chứ không bao giờ ý thức được rằng thở vào ta thấy toàn thân rung động, thở ra ta thấy toàn thân rung động. Thở vào ta thấy hơi nóng hơi lạnh, thở ra ta thấy nóng lạnh. Mấy chục năm rồi đều hành xử như vậy, đừng có trách là cửa địa ngục nó mở. Thuần thục mà. Bây giờ đó 50 năm nó đã như vậy rồi mà muốn sửa lại để cho nó trong sạch. Cái đám này nè, cho nó trong sạch hết. Năm đã làm rồi mà bây giờ muốn cho trong sạch, mà 5 năm á là giỏi, mà phải nghiêm mật. Cho nên quý vị thấy mấy ngày rồi á, quý vị ngồi thiền một tiếng hồ, rồi nghe giảng, rồi đi lên tên chơi, bữa nay đó ngồi thiền xong rồi đi kinh hành xong ngồi thiền liền, thấy hiệu quả như thế nào? Nó liên tục, cái dòng chảy nó liên tục, nó không bị đứt đoạn. Và tới cái giai đoạn chót, cái cơ thể nó mệt mỏi rồi, nhưng mà cái tâm nó vẫn tập trung, nó không còn muốn nghe cái gì hết. Âm thanh bên ngoài nó không muốn nghe, cái cơ thể tự nhiên nó phản ứng, cái bộ não nó phản ứng làm cho cơ thể con người không muốn nghe nữa, không muốn nhìn nữa,
Thì lúc bây giờ sao? Sống ở trong cái thức thức yết này, cái nội tâm này. Bốn cái quẩn này nó nhập lại ra cái thức tính biết của mắt vẫn biết chưa? Thấy cái ly biết, thấy cái tất biết, thấy ông sư biết, thấy tượng Phật biết. Nhưng mà nó trở lại bình thường, nó không có háo hức, không có thay đổi, không có cái gì gọi là năng động nữa. Nó trở thành ra bình thường. Cái đấy là cái dừng lại. Cái đấy từ từ cái nhận thức chúng ta. Trong cái thức này, trong cái thức này này, nó có cái thức, tức là cái biết, tức là cái cục tên này. Nhưng mà bên dưới sâu nó còn có cái tiềm thức nữa, tức là cái nằm dưới cùng này nè, nó chồng lên, thì cái dưới cùng này gọi là tiềm thức, nó ngủ ngầm. Cho nên có những điều ta làm rất là nhỏ mọn, ta nghe rất là nhỏ, nhiều khi ta tưởng là ta quên rồi, 20 năm sau ta nhớ lại. Và những cái này mới là những cái dẫn đến tái sanh. Cái nào nó trồi lên trong cái giờ mình chết, nó là trong tiềm thức nó nhảy ra, cái nào mà giúp sẽ dẫn mình tái sanh. Chứ không phải là mình bố thí cúng dường rồi mình đi tái sanh tốt, không có đâu. Cái đám rác này nè, nếu mình không dọn dẹp sạch sẽ, nó ngủ ngầm trong này, nó sẽ nhảy ra như con sư tử mà nó nằm trong này, nó chờ. Chờ cái lúc mình yếu nhảy ra nó vồn một cái, nó dẫn mình đi tái sanh. Cảnh khổ hay cảnh sung sướng là tính sau, nhưng mà nó dẫn mình đi tái sanh. Thế thì bây giờ hỏi cái thức là cái gì? Biết là nguy hiểm như vậy rồi, thì bản chất nó là cái gì? Thức là gì? Ai nói? Ai mới nói đó? Thức là gì? Biết, cho ông Trọng có tay đi quý vị. Bữa nay là ông sư thất nghiệp rồi, người biết hết rồi. Ít nhất học trò phải như vậy, tức là mình phải vận động năng động mình mới nhớ và phải hỏi. Còn nếu mà quý vị cứ ngồi nghe không có như gió thoảng qua cầu, nước chảy qua sông cũng không có thua vậy đó. Tại vì quý vị sẽ đi, quý vị sẽ chết, quý vị sẽ vào hò, quý vị sẽ đi địa ngục hay niết bàn. Sư đâu có đi theo quý vị, sư chỉ nói cho quý vị món quà, rồi quý vị sử dụng nó thì quý vị phải vận động cái biết này đó. Nó đợi qua đâu mà nó biết? Qua cái gì? Qua não. Qua cái gì nó lớn lớn lên? Qua cái não. Qua cái não thì biết rồi, nó giữ trong não, nãy giờ nó não quá. Nhưng mà nó phải có cái chỗ nào nó chui vô chứ. Năm căn. Năm căn mắt nó có làm rung động gì đâu. Ngọt rồi. Qua thọ. Có tưởng, có hành. Cái thức này có được nhờ mấy cái đám rác này nó thông qua ngũ uẩn. Bởi vậy Phật mới nói tứ diệu đế, sinh tử là khổ, sinh tử là khổ, sinh già được chết là khổ, muốn mà không được cũng khổ, thương mà chia lìa là khổ, ghét mà gặp nhau ngoài là khổ, chấp khổ là ngũ uẩn cũng là khổ. Tại sao chấp thủ ở của mình là khổ, là chỗ này nữa đó. Thế thì bây giờ đó, nói tôi biết thì nó phải thông qua cái gì để biết? Ở nơi mắt thì gọi là cái gì? Nhãn thức. Nhãn thức là gì? Nhìn. Nhãn thức là gì? Cái biết của mắt. Ai mới nói vậy? Cho anh Trọng có tay một chút. Mà người bà già nói giỏi rồi, còn mấy cô này đâu mất rồi. Mấy cô là cô này nữa này, xong thấy bất hiểu gì trơn. Học trò ưu tú mà. Cái biết của mắt thì gọi là nhãn thức. Tiếng Tàu á, nó gọi là nhãn thức. Tiếng Việt Nam mình nói nôm na đi, cái biết của mắt. Con mắt nó nhìn, nó nhận biết. Tại sao nó nhận biết được? Tại vì nó đã thấy rồi, cái thông tin nó nằm trên não. Cho nên nó có hành nè, rồi có tưởng nè, rồi bây giờ nó thọ nè, xúc chạm, thì nó mới đưa vào thức.
Phật này từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết. Đố mà biết. Bây giờ quý vị nghe tiếng Việt Nam hỏi gì? Bây giờ sư nói tiếng Anh này quý vị nghe được không? Tại vì từ nhỏ tới lớn chưa hề nghe cái tiếng đó. Tức là chưa có hành, chưa có tưởng, chưa có bỏ. Thì thức nó không có. Tới đây nắm rõ chưa? Cho nên nói rằng con mắt biết, tức là cái biết của mắt, nhận biết của mắt. Nay nếu chúng ta thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra, nhìn, biết nhìn. Cái gì rung động, biết rung động. Ăn cơm cứng, biết cứng, mềm, biết mềm. Cái tánh nhận biết đó, nó phát triển. Mà hãy cái tánh nhận biết phát triển rồi thì những cái này tưởng, hành, họ chỉ vào thức. Khi tôi nhận biết một sự kiện, lập tức tôi có kiến thức. Kiến thức ấy đưa vào trong não, làm giàu cho cái thức. Và từ đó tôi biết, tôi vươn tập ngoài thì nó thuần thục. Uống cái này là một. Còn chén cơm nên ăn, tôi nhìn rất kỹ chén cơm, không nhìn ai hết. Trong chén cơm có trắng, có đen, có gạo, có rau. Tôi nhìn, tôi nhận biết. Cái kiến thức nó tàn đó. Nó chăm chú vào đó thì nó phải biết rõ trong cơm có cái gì đó, đậu hũ hay cái gì nó nhìn, nó phải nhận rõ đó. Tại nó nhìn lung tung, nó không có vô thức mà nó có ý thức, hiểu không? Nó tập trung vào đó. Rồi tôi nhai, tôi múc lên, tôi bỏ vào miệng, tôi nhai cứng, tôi biết cứng, mềm biết mềm, tức là tứ đại à. Tôi nhận biết được sự tứ đại, cứng có cứng ngoài không? Cái này nó quan trọng. Bây giờ đó, cơm nó cứng, bỏ miệng nhai một hồi sao? Nó mềm, tức là cứng vô thường. Lúc bây giờ nhận xét được liền, cứng sanh, cứng diệt. Mềm hồi nãy có không? Không. Mềm sanh, mềm diệt. Lúc nào mềm diệt? Nuốt. Cho nào móc tay cái bà già sao? Nuốt rồi thì không còn thấy mềm nữa chứ gì? Nó ọt cái nó xuống dưới bao tử rồi. Thì mềm sanh, mềm diệt. Cái chỗ quán được sanh diệt mới là quan trọng. Cứng mềm là đề bộ để quá. Cây cũng vậy. Cây là hành nè, tưởng nè, rồi có chạm vào lưỡi nè, thọ nè, nó mới biết cái thức, nó mới nói cây khổ quá, phải không? Thọ khổ là do cái đã có rồi, so sánh với cái mới nó làm phong phú lắm nè. Rốt cuộc nó chỉ có cái thức, tức là cái biết. Thức là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của thân xúc chạm. Nhưng mà cuối cùng nó làm một cục như thế này rồi thì cái biết nó đi đâu? Cái biết này đi đâu? Cái biết đi đâu? Cái biết có ở trong não phải không? Cái biết ở trong não phải không? Chắc chưa? Vậy thì tại sao cái lúc sư kêu á, mấy giờ lên thì không lên, ngồi thì không ngồi, ăn thì lăn xăng, vậy cái thức này nó vô nó không có trong não, nó vô cái tiềm thức, nó vô trong cái chỗ ngủ ngầm, nó mất biệt rồi. Cho nên á, cái nguyên nhân nó nằm trong này, nó ngủ ngầm chờ đợi cho tới lúc chết nó mới trồi lên. Còn cái bề mặt đó là cái nhận biết ngay lập tức. Cho nên chúng ta vẫn sống trong vô thức cho tới khi nào từng sát na đều phải cẩn thận, đều phải tỉnh giác. Thì lúc bây giờ tất cả những cái này nó nằm đây và thấy rất rõ rồi. Hành nè, tưởng nè, thọ nè, tăng thêm cái thức. Bây giờ muốn dọn dẹp sạch cái thức này sao? Không khó lắm.
không còn là gì? Không xúc. Xúc duyên thọ. Nếu không xúc nữa thì yểm ly độc cư. Yểm ly độc cư sẽ không xúc, đóng tai, đóng mắt, đóng mũi lại, sẽ không xúc thì không thọ. Không thọ thì không đau khổ mà cũng không vui, không buồn không vui. Không buồn không vui thì tưởng cũng giảm, hành trống không, ngũ quẩn triệt tiêu. Cho nên cái thức cái biết này đó là cái biết tạm thời. Cái tiềm thức ấy, nó nằm ngủ ngầm. Sự nhận biết của chúng ta cũng vậy. Tập trung hơi thở, thở ra, ta biết ta thở ra, thở vào, ta biết ta thở vào. Nếu sự tập trung ấy được một phút, tức là trí tuệ của ta một phút, cái biết đấy một phút. Nếu ta ngồi thiền, ta tập trung được, để tâm ngay lỗ mũi, thở ra, thở vào, biết không để cho nó di chuyển một phút, thì lúc bây giờ ta có cái trí tuệ một phút. Trí tuệ này gọi là trí tuệ tạm thời. Nó có giai đoạn rồi nó hết. Nó có sanh có diệt. Chỉ khi nào chúng ta tập trung được, thí dụ như 20 phút. Tập trung 20 phút thì nó đưa tới trạng thái định. Thì cái biết này nó kéo dài á cả tháng. Tại vì nó còn tiềm tàng ở ở đây này, cái tiềm thức này nó trồi lên thành cái thức. Cho nên cái biết này biết rất rõ ràng. Chỉ cần ngồi thiền mà nó định được một tiếng hồ thì coi như là cả tháng vẫn nhận biết rõ ràng, không có đi lẩn lại. Làm mọi việc đều biết rất rõ, quyết định mọi việc trong đời sống đều biết rất rõ. Làm ăn thương mại cũng biết chính xác cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Nhìn thấy trước cả hàng tháng chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sờ sờ đó chứ nó đâu phải là giấu giếm gì mình. Tại mình vô minh, mình tham tiền, mình tham cái này kia, mình không thấy cái hậu quả của cái việc mình làm. Cho nên cái biết của mình chỉ là tạm thời mà nó bị che lấp bởi tham sân si. Thức này có quá khứ không? Có hiện tại không? Có tương lai không? Quá khứ bị thua lỗ là kinh nghiệm để cho hiện tại làm mọi việc phải chậm lại, cẩn thận. Và vì chậm lại cẩn thận thì may ra trong tương lai thành quả có. Phải chưa? Tức là nó đi từ cái không có kiến thức cho tới huân tập kiến thức để rồi có cái quả của kiến thức. Tu cũng vậy. Nếu chúng ta huân tập cẩn thận trong từng sát na thì hiện tại quá khứ là như vậy, thì hiện tại chúng ta không bị đau khổ, không bị thọ, muốn cái kia là nó nhét như một cái, nó chỉ còn là kiến thức thôi, không có thọ lạc thọ khổ nữa, mà nhận biết rất rõ. Và sự nhận biết đấy đưa tới chỗ tương lai, tức là xả bỏ hết. Tại vì biết những cái này nó cũng chỉ là rác, nói là rác nhưng mà bỏ nó ở trong cái tâm mình không có dễ nếu mình không có quan tâm. Và nhất là không cách ly được thì con mắt lại tiếp tục va chạm, tai tiếp tục nghe. Thì có tu ở đây á, 10 ngày rồi về mèo vẫn còn mèo, chẳng có gì khác. Để có nhiều vị á, về rồi cũng không thực hành nữa. Một năm sau gặp sư, sư hỏi á, trong thời gian qua có thực hành không? Không. Thì coi như là nước chảy qua cầu, chẳng ích lợi gì. Cái cây nó chết toi à, nước không tưới mà cái cây nó phải chết. Có trồng cái cây quý mấy chừng đó, cây nhân sâm mấy chừng đó, cái cây mà không cần nước mấy chừng đó, cây sâm rồng thì nó cũng chết, chết tại vì nó có nước. Tối thiểu nó có chút chút chút. Chúng ta tu tập mà cái tâm chúng ta không có
tinh tấn thì chúng ta sẽ chọn đường cho mình đi thôi. Cái biết của các cơ quan thực sự ra là cái biết của não. Mắt nó không biết đâu, tai nó không biết, nhưng mà cái não nó biết, cái mắt nó không thấy, cái não nó mới thấy, cái lỗ tai nó không nghe đâu, cái não nó mới nghe. Giảng cái này mấy bữa trước rồi. Nào thế thì bây giờ quay trở lại hỏi mấy loại thức. Ba. Nói thử coi. Cái thức thứ nhất á là nó do cái ngũ uẩn thanh nhãn, nó mắt, tai, mũi, lưỡi nó tiếp nhận, rồi sau đó phân tích. Giai đoạn hai là phân tích, thứ ba là nó muốn. Cái là cũng vậy, cái ý nghĩa của nó. Thế thứ ba thứ. Cái thứ nhất á, nó gọi là chitta. Chitta người ta gọi là tâm á, dịch là tâm là không trúng. Chitta là sự phản ứng của cái não khi nó tiếp nhận cái thông tin từ ngoài qua năm căn, qua con mắt, tai, mũi. Cái não nó phản ứng liền, nó không suy tư gì đó. Nó phản ứng liền, nó phản ứng mới nhận biết. Nếu nó không phản ứng không nhận biết, cái làn sóng nó vô mà mình không có rung động, đưa lên não, não không có rung động thì mình không hề biết đây là cái ly, đây là cái tách, đây là cái gì hết. Tai nghe mà không biết, biết nó có tiếng động nhưng mà không biết nó là cái gì. Cho tới khi nào não nó vận động, nó phản ứng trở lại thì mới biết đây là tiếng chó, đây là tiếng mèo, đây là tiếng máy bay. Đấy là sự, nó gọi là sự phản ứng theo sự xúc cảm, có thọ, có sự xúc. Cái thứ gì đó là manual, tức là nó có suy tư, thinking, nó có suy tư. Chúng chó nhưng mà nó đang rượt cái người nào đó nghe hối hả, hay là nó bị người ta đang đánh đó, cái kiểu quấn lắm, con chó nó sủa khác, con chó nó bị đánh khác. Mặc dù mình ngồi thiền ở đây nhưng mình nghe cái đó, thôi rồi con chó thì người ta đánh lại, nó khác hơn là sủa bình thường. Làm sao mình phân biệt được là nó bị đánh, nó kêu như vậy? Tại vì cái đó đã có trong đầu mình rồi. Lỗ tai nó không nghe được gì hết á, lỗ tai nó chịu cái sự rung động của cái âm thanh thôi, nó biết là có âm thanh. Nhưng để biết đó là âm thanh con chó bị đánh hay cái gì là phải do sự suy tư của não. Cái thứ ba, cái tâm thứ ba, thực sự nó có ba tâm chính. Cái tâm thứ ba là Vinyana, tức là cái thức, sự ghi nhận, lưu trữ tài liệu. Ba cái này nó hoạt động liên tục ở trong cái não chúng ta. Mất gì thì nó phản ứng liền, rồi nó đem vào trong nó suy tư coi cái đó là cái thứ gì, rồi nó lưu, nó so sánh với trong cái kho lưu trữ thông tin ở trên não, rồi nó lưu trữ lại. Thương cũng lưu trữ, ghét cũng lưu trữ, mà quy luật ở trong năng lượng là ghét thì lại có sức mạnh hơn là thương. Cho nên ghét ai đó là kiếp sau gặp lại người đó. Quý vị ráng mà ghét đi, thấy không? Giận tình địch của chồng đi, để rồi kiếp sau đó, hai người gặp nhau. Trong kinh Pháp Cú nói rất rõ, hai người đàn bà lấy chung một chồng, người vợ lớn đó, ở với chồng 20 năm không có con, lấy vợ bé cho chồng. Chồng đó, mới ở với người vợ bé được có mấy tháng nó có bầu. Bà giận quá, tại vì ông chồng ông cưng cái đứa nhỏ ở trong bụng, thành thử là ông cưng cái bà đó. Bà vợ lớn giận, bà phát nguyện bà thề, mày á, thế kiếp nào mày sinh ra cái gì tao sẽ đi kiếm mày cho trả thù. 500 kiếp, thế người bà vợ nhỏ sinh ra là con chuột, bà vợ lớn sinh ra là con mèo, đi kiếm con chuột nó nhai đầu cho nó hả giận. 500 kiếp làm cầm thú, lúc bà vợ nhỏ là con chim sẻ, bà vợ lớn sinh ra là con đại bàng, đi kiếm chim sẻ mổ nó cho nó bẻ đầu đó. Hận thù nhau như vậy 500 kiếp thì cái sinh. Tới lúc gặp Đức Phật, Đức Phật mới nói này, khôn vừa vừa thôi, nhường cho người khác người ta khôn với chứ. 500 kiếp làm cầm thú chưa đủ hay sao mà lại còn tiếp tục giận với nhau?
hỏi ra Đức Phật nói nguyên do là như vậy, hai bà đó hết hồn, buông hết, không còn nhận nhau nữa. Và ngay lúc đó Phật mới đưa ra câu pháp cú, câu Phật ngôn đó, lấy ân báo oán, oán chuyên oán, lấy oán báo oán, oán trả thù. Câu đó vì duyên sự hai bà ghen quấn nhau mới đưa ra câu đó. Đức Phật không có tự nhiên nói gì, nó có duyên sự đó. Thế thì cái năng lượng về sân á, về giận, về hờn á, nó mạnh hơn là năng lượng về thương. Đồ biểu như lúc sư nói đó, đây là 100 độ nóng, đây là 0 độ nóng. Thì cái tâm tử nó khoảng đây là 10 độ, tâm sân nó khoảng 80 độ. Nó nóng lắm, sân nó rất nóng, toàn cơ thể nóng lên bùng 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 bùng, mắt mờ, không còn thấy gì được, chỉ muốn làm cái việc đó thỏa mãn thôi. Máy nóng quá thì sao? Cơ thể chúng ta 80% là nước. Máy nó nóng quá thì sao? Nó sôi cái gì? Cái gì chín? Cái não chín. Cho nên người sân về già lũ lẫn, đều có nhân quả đấy. Ráng mà sân đi rồi về già rồi lũ lẫn thì biết. Nếu ngồi cái người ta cho lũ lẫn, ăn mà không biết là mình ăn chưa, rồi nhiều lúc phân tè ra đó rồi cũng không biết là nó là cái gì nữa, rồi bốc lên chơi. Sư đi vào trong mấy cái nhà dưỡng lão ở bên nước ngoài xứ Cao Bay à, tè ra rồi bốc phân, cái cô phục vụ cô chưa chạy lại kịp, bốc phân cầm chơi vậy đó, nó không còn biết nữa. Rồi có nhiều người vừa mới rút xong 5 phút đồng hồ sau quay lại, của ông sư là sao ông cho tôi ăn, mới cho một tô tổ chảm này đút cho no rồi, mình thương á mình đút cho ăn no rồi, phải ăn nữa không hay không, 5 phút sau quay lại, bữa sao mà bữa nay ông muốn cho tôi ăn, nó lãng trí nó quên rồi đấy, nó sân nó vậy. Trong lúc đời sống hàng ngày có đủ sân thì tới lúc về già, Đức Phật đã có dạy sân là trình não. Khoa học nó chứng minh trong một giây, trong một sát na, quý vị nổi cái cơn sân lên thôi, chết 3 triệu tế bào não bị tiêu diệt trên não 3 triệu tế bào. Chỉ cần giận một cái, chết 3 triệu, thì giận 10 cái, chết 30 triệu. Tế bào não nó chết nhiều thì nó ngu thôi. Hệ quả rất rõ ràng. Tùy mình chọn. Đấy, thế thì cái chất nó có 3 cái, và nó cũng lưu trữ lại. Cuối cùng lưng đứng lại thế, cho nên ngồi thiền đó để cho nó trồi lên, ký ức thương nhớ buồn ghét vui cho nó trồi lên, quá khứ cho nó trồi lên, và tương lai cũng không có mong đợi gì hết, cho nên á quá khứ nó đi về hiện tại và tương lai nó cũng đi về hiện tại, cho nên ở đây và bây giờ phải nhận biết là ta đang ở đây. Thở vào ta biết ta thở vào, thở ra ta biết ta thở ra, tâm có chạy tới Vũng Tàu luôn nó trở lại. Ta đang ở đây và bây giờ, ta muốn giải quyết cái kịch sanh tử luân hồi của ta, thì ta phải dọn dẹp cái thức, tức là cái đống rác. Tại vì thức nó mới phân biệt ra danh sắc, thân tâm, và thực sự ra nó chỉ ba cái này. Rồi rõ ràng chưa?